Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì tối hôm nay em Long Bùi có nhận những cái câu hỏi của khách hàng nhờ Long Bùi tư vấn. Thì có những người chú đang nhắn tin mình bên Zalo mình chưa kịp trả lời, thì mấy chú có xem clip của em Long Bùi thì thông cảm với em Long Bùi, thì em Long Bùi sẽ rep cho mọi người sớm nhất có thể những câu hỏi của mọi người nha. Nhưng mà hiện tại thì tối nay em Long Bùi không thể lên video về guitar cho mọi người được, thì em Long Bùi sẽ làm một clip về dây đàn cũng như là hướng dẫn cho mọi người để cách bảo vệ cái dây đàn của mình nó được tốt nhất, và tư vấn cho mọi người về cái dây đàn một tí. Tại có một câu hỏi rất hay của một vị khách là: anh ơi, em thấy có một thầy giáo trên kênh cái YouTube có hướng dẫn mọi người cách bảo vệ dây đàn không bị rỉ sét, là thay dây đàn chỉ thay cái bộ dây là AWR47 và AC139, hoặc là dùng nước lau dây là tốt nhất rồi, không cần phải dùng một cái dòng dây nào hết. Có đúng như vậy không anh? Đó thì rất hay, mình thấy những câu hỏi rất hay, cũng như có những người đang thắc mắc là làm sao để bảo vệ được dây đàn của mình nó không bị rỉ sét. Chính cỡ cả Long Bùi luôn, Long Bùi là người đứng ra bán đàn, như các bạn thấy đó, khi mà mọi người tới shop của mình á, mình luôn luôn phải đỡ mọi người chọn đàn, xong rồi Long Bùi mới set up hết để mới vào một cái bộ dây tốt cho mọi người, chứ Long Bùi cũng không thay thẳng một bộ dây cao cấp, ví dụ như Elixir hay Savarez hay là Dadario, mà thay vào cho đàn liền cho mọi người ha mọi người. Thì đầu tiên Long Bùi sẽ nói về vấn đề dây thường và dây tốt nó sẽ khác nhau như thế nào để mọi người dễ dàng hình dung ra cái bộ dây đàn. Tại sao mình nói là tiền nào của đó, đó tiền nào của đó mà đúng chính hãng nha, chứ mình không nói hàng phách. Thì tiền nào của đó mọi người, ví dụ như bộ dây mà Alip họ làm ra 50.000, ví dụ dây con rồng đúng không, Alip dây con rồng Alip 50.000, đây là dòng 50.000 và dòng 80.000 là AW432 và Alip 50.000 và AW432 là 80.000 đúng không? Thì bên mình làm dây sắt và ni lông, thì dây sắt nó sẽ có loại là dòng là 80 này, 50, 80, 150, 180, 26 và 309. 309 có dòng 600 là Optima nữa, Optima 600 nữa ha. Đó thì từ thấp đến cao mà tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mọi người, thì mọi người sẽ sử dụng được cái bộ dây cho nó trong tầm giá của mình cũng như trong tầm giá của cái đàn nó được tốt nhất. Đó thì vấn đề là tại sao những người họ nói là bây giờ bạn kia bạn hỏi mình á, là có một cái người thầy trên kênh YouTube mà cũng rất là nổi tiếng, thầy cũng dạy đàn online, cũng bán phụ kiện như này nọ, nhưng mà thầy nó chỉ dùng cái bộ dây AWR47 150.000 này, là các bạn có thể là sử dụng nó đã hay lắm rồi, không cần phải sử dụng một bộ dây nào khác, và có thể dùng một chai nước lau dây tầm khoảng 60.000 như thế này, nước lau dây tầm khoảng 60.000 như thế này đỡ vệ sinh cái dây đàn là mà các bạn xài được rồi. Đó thì nói chung là cái đó là phương án, là gọi là phương án tích cực, chứ mình cũng không nói là hoàn toàn đúng mà cũng hoàn toàn sai. Cái đó là phương án tích cực cho mọi người, có nghĩa là một bộ dây bình thường mọi người dùng tầm khoảng 2 đến 3 tháng, nếu mà mọi người chơi ít mà khí hậu bảo quản tốt thì mọi người có thể dùng được 3 đến 4 tháng, có khi cả 5-6 tháng thì bộ dây qua nó cũ quá, nó xét quá rồi, hoặc là nó đã bị lên màu rồi, nó lên cái màu của cái phần gọi là oxy hóa đó ha mọi người, thì nó cũng đã cũ xét quá rồi, thì khi đó mình cũng đã thay được rồi. Thì ví dụ như mà mình làm biến quá, mình thay cái bộ AWR47 là một cái dòng dây của Alice chính hãng, cũng gọi là cực kỳ very good, mà mình cũng hay thích cái bộ dây này, mình cũng hay dùng. Nếu mà cái cây đàn của mấy bạn mà tầm dưới 3 triệu thì mấy bạn dùng dây này là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà những cái dòng cao cấp custom, dòng gỗ cao cấp đó, thì tại sao mà mọi người hay dùng Dadario EG26 cũng như là Elixir và Optima đó, thì đó là những cái dòng dây cao cấp. Thì bây giờ mình sẽ nói ra cái phần dòng dây cao cấp tiếp để cho mọi người hiểu nha. Cái đó là cái nhu cầu của mọi người thôi, mình cái nhu cầu của mọi người để mọi người dùng thôi, chứ thật sự là nếu có điều kiện mọi người dùng Dadario, nó là một cái dòng dây cực kỳ tốt rồi, nó đã được kiểm chứng rồi đó. Hoặc là Elixir, tại sao cái dòng này á, hiện tại mọi người
mọi người ít dùng, tại vì hàng phách quá nhiều, hàng 25-30 ngàn nó quá nhiều đi, rồi hàng 150 ngàn có 25-30 ngàn, nhưng mà các bạn lên cũng là cái mã đó là 150 ngàn, còn hàng chính hãng của nó là 260 ngàn đó. Rồi Elixir 390 ngàn, tại sao các bạn lại ít dùng như vậy? Tại vì cái hàng này nó bây giờ nó trôi nổi Shopee, Lada, rồi tất cả các cái cửa hàng ở tỉnh mình, nó thẳng luôn, tất cả các hàng cửa hàng ở tỉnh họ cũng có bán dây nhái, cũng có bán dây chính hãng, mà đợi các bạn tìm được cái shop bán dây chính hãng nó lại cực kỳ khó, tại cái đầu chưa chắc gì cái người nhập hàng đó họ đã biết cái dây đó là dây chính hãng đâu. Đó, họ đã biết cái dây đó là chính hãng đâu, họ cứ nhập theo giá rồi họ cân giá họ bán cho mọi người thôi, thì mọi người vô hình dung mọi người sử dụng bộ dây không đúng, còn mọi người tìm đến cái nơi chất lượng thì đảm bảo mọi người mua một cái bộ dây tiền nào của đó thôi. 260 390 390 là Acer, và Acer đây mọi người lên trên mạng mọi người cũng mua 150 200 cũng có rồi, nhưng mà nó là dây bên ngoài hết, là dây phay hết đó. Thì đó là vấn đề về dây đúng không, thì mình nói với mọi người là tiền nào của đó, cây đàn tốt bạn nên dùng dây tốt, cây đàn thường bạn nên dùng dây thường, bạn dùng dây tốt nó cũng không có đến, không có hay hơn được 5-10% gì đâu, cảm giác của mình, mình đánh là mình cảm thấy nó sướng vậy thôi, chứ thật sự trên cây đàn nó phải hòa hợp, trên cây đàn ứng với cái bộ dây đàn này, nó phải ứng với cái cây đàn của mình, cái đàn của mình tốt, chất lượng bóng nó nhẹ, âm thanh nó hay thì mình vào bộ dây tốt nó mới hay được. Đây mình mới nói dây thôi, còn cái đàn của bạn mà dởm quá, cong cần, cao dây, bấm rè, bấm cao đâu, mà bạn muốn thay bộ dây xịn vào để cho nó nhẹ nhàng bấm, chắc chắn là không được rồi, chắc chắn là không được 100% rồi. Đó, đó là vấn đề về dây ha. Còn nước lâu dây mọi người mua cũng được, không mua cũng được, không gì hết mọi người. Nước lâu dây nó cũng chỉ là một phần thôi, nó không phải là cái gì nó quan trọng lắm để cho mọi người dùng đâu, Rồi, cái thứ hai thì mình sẽ nói dây thường nó như nào và dây tốt như nào. Dây thường có nghĩa là cái bộ dây mà nó sản xuất ra cái loại quấn ở bên trong, dây sắt và dây ni lông, cái loại quấn ở bên trong, thì cái đó là cái độ co giãn của dây, độ rung của dây nó đã đều tính hết rồi. Ví dụ dây thường thì cái độ giãn của nó rất nhiều, cứ lên dây xong nó giãn, độ cộng hưởng của âm thanh của nó, độ rung tần số, giải tần số rung của nó chỉ rung lên đó thôi, nó không giữ được cái âm ngân của nó đó. Còn những bộ dây cao cấp giống như là Dario, Elixir, họ đã tính được cái lõi thép ở bên trong. Như cái bộ dây này đợi mình xem nha, mình xem thử, mình bóc ra luôn. Rồi đây, tại mình nhớ là nó có đây, họ đã tính được cái lõi quấn ở bên trong rồi, cái lõi thép ở bên trong rồi, là họ tính được cái độ co giãn của dây và độ cộng hưởng âm thanh khi mình đánh lên dây bass, dây chép nó ra nhẹ nhàng, và cái độ rung dây của nó theo giải tần số của nó đúng tiêu chuẩn. Cũng như là tại sao mình nói đàn tốt các bạn phải thay, tại vì đàn tốt là kích thước về mặt, kích thước về gỗ lưng và hông, cầu nang, cái người nghệ nhân họ làm ra theo một cái tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả bây giờ ở nước ngoài, ở Việt Nam, Ý, Pháp, Tây Ban Nha hay là Việt Nam mình đều lấy thông số từ một cái thông số chung hết. Không ai mà làm cái hông, cái lưng này dày, mỏng, nó có cái độ kêu của mỏng nhưng mà có cái độ hài của mỏng. Cái mặt này cũng vậy, dày nó cũng có cái độ lợi, cũng có độ hài, thành ra nó đã có một cái tiêu chuẩn để làm đàn riêng rồi, cho nên nó phải phù hợp giữa cây đàn và dây đàn. Ví dụ như cái đàn tốt bạn vào bộ dây thường đi, bạn đánh bạn nghe âm thanh nó cũng hay đó, nhưng mà độ rung của dây, độ bật của dây nó bị lì đi, dây chép có nghĩa là nó bị bí đi, nhưng mà khi bạn vào cái bộ dây tốt nó làm cho âm thanh của mình, cái độ rung của mình nó sáng hơn, nó sâu hơn, cái giải tần số của nó rung cái độ mà mình cảm âm được, mình nghe được, cảm âm được cái dây chép mình nghe được, nó được tốt nhất đó. Chứ không phải là các bạn thay cái bộ dây 150 ngàn cho cái đàn, ví dụ cái đàn xịn của mình nói cái đàn 5 triệu đi, bây 5 triệu mấy bạn cũng thay bộ Acer cũng là quá tỷ lệ, không thể là cái đàn 5 triệu bạn đi thay bộ AVR 47. Nếu cái điều kiện của bạn quá tốt, bạn cứ thay bộ dây tốt, bạn chơi ngon, bạn thấy bây giờ nè, tôi mua cái đàn 5 triệu rồi nhưng mà tôi chơi cái bộ dây này tôi thấy nó quá hay rồi, thì đó là điều kiện của bạn, bạn cảm thấy bạn chơi được, nhưng mà cái dây này nó cũng chỉ tới đó thôi, không thể nào nó so sánh với những dòng dây cao cấp hơn của nó được, tại vì cái đó là cái mà mọi người đã trải nghiệm qua rồi. Khách hàng họ đánh giá, tại mình làm luôn, khách hàng đánh giá họ ưa chuộng cái bộ dây đó,
họ tới họ giàu dùng bộ dây đó. Và hiện tại bộ dây Anser, tại sao mọi người lại thích nó như vậy? Dù rất nhiều dòng dây đã ra, có rất nhiều hãng dây đã ra, mình bán rất nhiều hãng luôn, có ra là nó có đưa về cho mình trải nghiệm hết, nhưng mà tại sao khách hàng vẫn thích Acer? Tại vì Acer nó là một cái dòng dây, nó làm ra tiếng của nó rất mềm mại, nó có phốt pho, nó có pho, nó chống reset cho mọi người, nó vẫn reset nhưng mà nó chống, nó hạn chế phần một tay muối này, mồ hôi tay này, nó bị oxy hóa, nó làm cho dây mình nó bị bóc ra cái lớp nano đi đó, nhưng mà nó sẽ lâu hơn so với dây thường đó. Còn vấn đề thứ ba, tại sao có nhiều người nói những bộ dây cao cấp nó lại nhanh đứt hơn những bộ dây thường? Thì lấy mình cũng xác nhận, các bạn muốn dây lâu đứt đúng không, các bạn chơi bộ dây 50-80 ngàn dây ni lông cho cờ cả dây sắt rất khó đứt, nhưng mà khi các bạn lên những cái bộ dây từ 260-309 trở lên nó lại đứt cỡ cả dây sắt. Cái vấn đề đó nó đang nằm ở vấn đề về dây ni lông rất nhiều, dây ni lông rất nhiều, nhưng mà vấn đề đó vẫn nằm ở dây sắt đó. Ví dụ ni lông mà mọi người thay bộ sao rác đúng không, 450 ngàn, à cái tiền 480 ngàn đúng không, các bạn không chơi, các bạn thay vào, mọi người cứ đỡ đó thôi, chắc chắn khi mọi người cầm đèn ra trong cái khỏi bao đàn của mọi người trong vòng khoảng 2 tuần thôi, có khi mới thay luôn, chơi một lần thôi mà bỏ cây đàn do công việc bờ bộn quá hay gì đó, quên cây đàn đi, đỡ đúng cái lực dây đó đúng không, khoảng 2 tuần lấy ra, sao tự nhiên cái dây 5 nó đứt rồi, dây 6 nó đứt rồi, dây 4 nó đứt rồi, 1, 2, 3 nó không đứt đâu, nhưng mà 4, 5, 6 nó thay phiên nhau nó đứt. Tại vì họ tính, khi mà sản xuất dây ra họ tính được cái loại vấn của dây, nó tự buông. Tự buông có nghĩa là mình chơi miết thì cái độ rung của dây, độ co giãn của dây nó đàn hồi. Nó không sao hết, chơi lên dây, chơi xuống dây, lên dây, độ rung, độ co giãn đàn hồi. Còn các bạn cứ đỡ đó miết, cái giống như là nó đang bị xả dây vậy, nó tự nó nhả dây ra, nó làm giống như là dây nó bị đứt chứ không phải là dây nó đứt, mà nó làm cho tự dây nó sẽ tự buông. Còn khi mà mọi người chơi nhiều nào, lên xuống dây cái độ co giãn của nó tốt, nó giữ dây cho mọi người tốt, mọi người chơi lâu dài, lâu dài. Tại sao mà mình vẫn nhập dây sao rác về? Tại dây sao rác tiếng nó rất nhẹ, âm thanh nó rất hay, nhưng mà khi mình ít lên clip, tại vì hồi đó mình cái sự trải nghiệm của mình nó cũng rất gọi là ghê gớm, mình thay đây rất nhiều, nhưng mà có nhiều khách chơi rất ngon, chơi cả bộ dây cả 5-6 tháng, có một thầy giáo chơi cả năm, qua cứ tin dùng dòng 540, tin dùng dòng 540 chơi rất hay luôn, mà chơi cả năm, anh em bạn bè ở khu xóm đó chơi gọi là đi thay giùm cũng thay sao rác giùm cho người ta luôn, chơi nghiêng ngoại nghiêng bên trong đó thay sao rác hết. Và mình nói ủa sao chơi nó như thế nào mà lại thay nhiều thế, và tại vì mình cũng tâm sự mà nói nhiều khi mình thay bộ dây vào khoảng 2-3 tuần người ta qua, người ta nói người ta mua bộ dây cao cấp 450 ngàn mà mới có 3 tuần là không chơi gì hết mà nó đã đứt dây rồi, mình cũng ngại. Mình không có làm đó, khách tới đó từ thấp đến cao theo giá thị trường, ai thích mua cái nào mua, 50 có này, 80 có này, 150 có này, 280 có này, 400 có này, 450 có, 480, 600, hôm trước có Optima, Hanabat, Agustin, Labella có đầy đủ hết, nhưng mà cuối cùng mình loại hết những cái dòng dây nào mà ít sử dụng trên thị trường, mình loại hết, giống như Hanabat bị xét, bị rỉ ở bên trong luôn, đỡ chưa bán hết, bị ố dây, bị xét dây đó. Labella chơi dây nặng quá, nhưng mà cũng có người thích dây nặng nha, có người thích dây nặng, mình không ấy, nhưng mà sao rác Dario cực kỳ hay, nhưng mà công ty của Dario bây giờ, công ty của Dario họ làm cái giá cả nó không hợp lý, và hiện tại của thị trường mình nó phân phối, nó cũng gọi là nó bóp thị trường lại và nó làm hàng đặc biệt, cho nên giá của nó lên xuống đa phần là lên 10 cái lên thì có một cái xuống thôi nha mọi người đó, thì rất là nhiều đỡ cho mọi người dùng, chứ không phải là riêng là chỉ mọi người dùng cái bộ dây Acer 139, nó cũng là một cái dòng dây của Alice, mà chính hãng, nếu chính hãng của Alice nó cũng là một cái dòng dây gọi là, mình theo mình đánh giá nó gọi là dòng dây phổ thông, cho cái dòng đàn nào cũng được, 1 triệu cũng được, 2 triệu cũng được, 3 triệu cũng được đó, cỡ cả mọi người lên 5-7 triệu dòng dây cũng được, nhưng mà khi so hai cái thì độ rung của Dario và độ rung của Sauret, nó cái độ bọc của nó rất nhiều hơn cái dòng Acer 139 ha, cho mọi người đó ha. Rồi cái vấn đề tiếp theo của ông nữa là
mọi người phải xem cây đàn của mình đúng không, mọi người xem cây đàn của mình nó như thế nào, chứ không thở cái dây nó chỉ là 20% thôi, nhưng mà cây đàn là 80%. Action con chỉnh giữa ngựa nó quan trọng lắm. Còn cái dây cây đàn nó phải hai cái nó phải đi hòa hợp với nhau, chứ không thở nào mà gọi là mua cái bộ dây đó và chơi được. Nước lau dây, bây giờ mình nói tới vấn đề mà giữ cái đàn nha. Nước lau dây đây, có tay quay, có khăn, có chai nước vệ sinh tút và dây đó. 100 cành, 100k, mua cũng được không mua cũng được, mua cũng được không mua cũng được. Mọi người chơi xong đỡ vào bao, khi chơi xong dùng khăn mềm khô lau qua cái đàn, lau qua cái trên cái tút dây đó, lau kỹ cho mình. Ai kỹ thì lau kỹ thôi, không bao giờ xét đâu, hạn chế xét tối đa cho mọi người luôn. Còn ở mình đây nè, ở mình đây cho nó quá nhiều và mình làm bụi nó bay lên rồi nhiều khách tới chơi, người chơi cái này người chơi cái kia, mình không có nhiều khi mình sơ xuất một cái là dây của mình nó cũng bị xét liền. Cho nên mình đỡ một ngày hai ngày không sao, nhưng mà khi mình làm dây chuyền xây tua nó có xét. Chỉ cần nó khi mà mình bán một cây đàn mới mình giao đi thôi, ví dụ khách tới đây nè, khách mua, khách mình cảm thấy nó có nhiều cái quệt ố do người ta cầm lên quá thì mình thay một dây mới đúng không. Nhưng mà khi mình gửi đi tỉnh mà mọi chị chỉ cần gửi một hai cái vết ố trên dây thôi là người ta cũng đã nói mình là dây cũ rồi, không đồng ý. Cho nên mọi người thấy lông bụi hay xong là cắt bụp bỏ, đã thay những bộ dây tốt ứng với cây đàn. Ví dụ cây đàn dưới 3 triệu Acer 139, trên 3 triệu Daddario, trên 5 triệu tất cả đều là Sabres hết, cho mọi người là mọi người chơi được cây đàn nó tốt, nó trải nghiệm về dây. Còn cái dòng Optima, hiện tại Optima cũng là một dòng dây carbon rất hay, nhưng mà bên mình hiện tại mình không làm việc được, tại giá dây về tới Việt Nam 750.000 rồi, hôm trước 600.000 thôi, nhưng mà họ lên đùng một phát, họ lên 100 mấy chục ngàn, họ lên 100 mấy chục ngàn là bên mình không làm nữa, mình không làm nữa, tại vì nó về không phù hợp với túi tiền của người Việt mình cũng như kinh tế của người Việt mình. Cũng có nhiều người cũng muốn chơi, nhưng mà mình sẽ tìm ra được những cái dòng dây nó phù hợp với mọi người, phù hợp với túi tiền của mọi người để mọi người chơi ha mọi người. Đó thì buổi tối hôm nay em Long Bùi cũng sơ qua cho mọi người để mọi người cách thay dây, bảo quản dây đàn, làm sao cho cây đàn của mình nó được ok nhất. Thì mọi người cần liên hệ tư vấn qua số Zalo 0987646639 của mình, để mình sẽ trực tiếp đứng ra tư vấn cũng như là làm mọi việc hết cho mọi người ha. Rồi ngày mai mình cũng sẽ đóng hàng cho anh em, hôm nay cũng đã hoàn thành xong một số cây rồi, ngày mai mình sẽ tiếp tục mình đóng hàng cho anh em ha. Rồi rất nhiều mình làm trên đây rất nhiều, đây là chiến mã chết của mình đây, cứ mỗi buổi sáng là Long Bùi tầm khoảng là 37 cây một sáng, là 37 cây trên chiếc xe đạp này, là 37 cây từ lúc đi đến lúc về là 37 cây, chưa lên được 50 cây, cố gắng lên 50 cây để có sức để phục vụ cho mọi người được nhiều hơn ha. Đây là dưới cơ sở gọi Long Bùi đó. Là còn mọi người cần tư vấn gì cứ liên hệ với Long Bùi sẽ tư vấn cho mọi người. Tất cả ở đây là đều dây chính hãng hết, không có một bộ dây fake nào vào hết mọi người đó, không có bộ dây. Khi mà cái dây nào mà có hàng fake rồi mình lập tức mình không có treo hai cái đâu, mình không bán, mình chỉ là dòng dây từ thấp cao mọi người chọn tương ứng với giá tiền là mọi người chơi. Bây giờ mọi người đem cái đàn có 1.2 triệu qua, mọi người kêu mình thay bộ 39-400, mình cũng phải tư vấn cho mọi người cái đã, tư vấn xong rồi mọi người ưng ý mọi người mới gọi là mọi người mới mới thay, chứ không phải là dây vào là thay đâu nha. Ok rồi, em Long Bùi xin được kết thúc clip ở đây, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi.